Xin mến chào tất cả quý vị, anh chị các bạn. Thì nay thì mình lại làm một cái video mới liên quan đến cái nhân dịp đầu năm. Thì mình cũng nhận được một tin rất là vui, đấy là mình đã được thanh toán cái tiền từ AdSense, từ kênh YouTube của mình vào cái tài khoản ngân hàng, mà sau khi mình đã xác nhận cái thông tin thẻ ngân hàng và cái thông tin mà Google AdSense đã gửi thử tiền vào cái tài khoản ngân hàng của mình để mình xác nhận cái thẻ đấy là đúng thông tin và đúng số tiền mà đã nhận được tiền gửi thử ấy. Thì vào ngày 24, nghĩa là ngày 30 Tết, thì đã có thông báo là đã được chuyển tiền, vào ngày mùng 1 Tết thì mình đã được nhận tiền vào cái tài khoản, rất là vui. Đây là một cái tin rất là mừng, vì đúng vào ngày cuối năm sang đầu năm, sang đầu xuân ngày mùng 1 Tết âm lịch, thì mình đã được nhận một khoản tiền đầu tiên từ kênh YouTube của mình. Đấy là khi mà mình đã đạt được trên 100 đô thì Google AdSense sẽ tiến hành thanh toán cho mình lần đầu tiên. Thì mình cũng đã rất lâu thì mới được 100 đô đấy, vì kênh rất là bé và cái số lượng người xem theo dõi cũng không được nhiều lắm, nên là cái doanh thu từ kênh YouTube mà đa số là lại là xem từ ở Việt Nam ấy, nên là cái doanh thu nó không được cao. Nếu mà ví dụ như xem ở châu Âu hoặc là xem ở châu Mỹ hoặc là ở Nhật Bản thì một lần xem ở nước ngoài thì có thể bằng 10 đến 20 lần tiền xem ở Việt Nam, nghĩa là 20 người xem ở Việt Nam thì mới bằng một người xem ở ở Nhật, Hàn hoặc là ở châu Âu, châu Mỹ ấy các bạn. Ở các nước phát triển ấy, thì rất là được rất nhiều tiền. Tuy nhiên thì kênh của mình đa số là các anh em ở Việt Nam xem ủng hộ là chính, nên là cái thu nhập cũng rất là chậm mới được. Dù sao thì đấy cũng là một cái điều rất là mừng, rất là vui, vì đã công làm YouTube được bao nhiêu tháng trời, đến thời điểm hiện tại là gần 1 năm rồi các bạn, thì mình mới được nhận là cái doanh thu đầu tiên từ YouTube. Đây là mình sẽ cho các bạn xem cái thông báo từ Google AdSense và từ qua Gmail của mình này. Đây các bạn này, đây là cái thông báo của cái trên cái tài khoản Google AdSense của mình. Thì thông báo của mình thì đã nhận được cái thanh toán mới nhất vào ngày 24 tháng 1, nghĩa là chiều 30 tháng chạp âm lịch. Thì những một là mình đã có tiền vào trong thẻ của mình rồi. Đây thì xem cái giao dịch gần nhất này. Giao dịch gần nhất thì vào ngày 24 tháng 1 thì mình đã được cái automatic payment vào cái tài khoản của mình, đã được vào cái tài khoản của mình là 1 man mốt 427 yên, tương đương khoảng tầm 2,2 triệu tiền Việt Nam, tương đương với khoảng 2,3 triệu Việt Nam đồng. Đấy thì đây là số tiền đầu tiên mà mình nhận được từ kênh YouTube sau gần 10 tháng, hơn 10 tháng mình làm YouTube thì mình mới nhận được 2 triệu. Dù dù là con số này rất là ít, nhưng đấy cũng là một cái món quà tinh thần rất là lớn, vì cũng là cái công sức của mình bỏ ra để đi làm các cái clip chia sẻ cho anh em xem, và cũng có được thêm thu nhập thì cũng là cái điều rất là tốt. Nhiều ít thì mình dù sao cũng là rất là vui. Đấy thì trong cái email của mình thì cũng có cái rất là nhiều cái thanh toán email từ Google AdSense xác nhận tài khoản ngân hàng này. Thì sau khi mình đã thêm cái tài khoản ngân hàng thì hôm trước mình có làm video thêm tài khoản ngân hàng để nhận tiền này. Sau đấy thì mình sẽ xác nhận cái số tiền mà Google AdSense đã gửi thử cho mình này. Đấy mình sẽ xác nhận vào. Sau khi mình sẽ xác nhận vào thì ok, đúng số tiền ngân hàng gửi thử thì mình đã được cái tài khoản ngân hàng của mình đã được xác minh là đúng và cứ sẽ được chuyển tiền vào hàng tháng trên 100 đô. Đây thì và cái mail cuối cùng là ngày 24 tháng 1 thì mình đã nhận được thông báo từ AdSense là đã thanh toán cho tài khoản Google AdSense của mình và vào ngày này. Thế thế là mình sẽ phải vào kiểm tra và bạn không nhận được năm trong 5 ngày thì hãy liên hệ với ngân hàng để biết thêm thông tin. Thế nghĩa là mình đã được nhận tiền thế này. Thì bây giờ tính là mình sẽ ra đi rút tiền ở cái combini, cái cây ATM gần nhất, và sau đấy sẽ và làm một để mua một vài cái thứ đồ để kỷ niệm cái lần được nhận quà từ Google AdSense từ YouTube đầu tiên của mình. Đây rồi các bạn ơi, mình đang đến ở cái combini gần nhà, ở đây có cái cây ATM, mình sẽ vào rút tiền. Và ở bên cạnh đấy là một cái siêu thị đấy, trước mặt đèn sáng đấy. Sau đấy rút tiền xong thì mình sẽ sang đấy mua đồ luôn. Đây, mình sẽ đi vào trong combini để rút tiền.
mình sẽ rút tiền. Rồi trước hết mình sẽ kiểm tra xem mà trong thẻ tài khoản mình có tiền chưa. Mình sẽ chọn là kiểm tra tài khoản. Đấy thì trong tài khoản mình đã có 1,1920. Thì cái tiền của mình được nhận từ Google AdSense là 1,1400 bao nhiêu lúc nãy đấy. Thì mình đã có tiền này. Thì mình sẽ rút cái tiền này ra để đi vào siêu thị mua đồ. Đây là mình đã rút 1 man, nên 1 man này tương đương khoảng tầm 2 triệu đồng. Trong thẻ của mình là được tiền từ lúc là 1,1, nhưng mình là rút 1 man còn để lại 1 sen ở trong đấy. Vì rút 1 man cho nó chặn, nhưng mình không muốn rút là 1,1. Đây thì giờ mình sẽ đi sang cái siêu thị bên kia để đi vào mua đồ. Chờ đèn đỏ xong là mình sẽ đi sang bên kia luôn. Đây rồi, mình đã đến siêu thị. Bây giờ mình sẽ cầm 1 man cái tiền mình vừa rút từ thẻ ngân hàng của mình, tiền từ nhận được từ YouTube, để đi vào để mua một ít đồ về để liên hoan kỷ niệm cái được nhận tiền đầu tiên từ YouTube này các bạn. Mình đi vào trong. Đây là đến mùa dâu tây ở đây ấy. Giờ này trong siêu thị bán rất là nhiều dâu tây, mình sẽ mua một vỉ dâu tây. Tại dâu tây cái quả to đỏ ngọt như này rất là đắt này, một sen khoảng tầm 200.000 một vỉ như này các bạn, đắt quá. Mình sẽ mua một vỉ quả nhỏ như này, 450 yên. Để về nhà ăn. Đây có một vỉ đây, đâu rồi, có một vỉ to được giảm giá. Vỉ to này, vỉ to siêu to khổng lồ luôn. Đấy. Như anh Phúc XO ngày xưa anh ăn 300.000 một quả này, mình sẽ mua một vỉ này nha các bạn. Quả rất là to này. Nó to bằng 5-10 lần quả nhỏ này, các bạn thể thấy không? Đấy. Chênh lệch rất là lớn, rất là thơm các bạn. Thơm như cái sữa mà hay mình hay mua sữa dâu tây này để uống, nên nó rất là thơm ngon. Đấy, các bạn có thể thấy nó rất là to này. Đấy, to như bàn tay mình này. Đấy. Bỏ cái này xuống, quay cho nó dễ. Đây, các bạn có thể thấy nó to như thế này. Hai ngón tay mình mới bằng một nửa nó, ba ngón tay mình mới bằng nó. Đây, mình sẽ mua vị này. Đấy, đẹp quá. Mình đang đến ở quầy kem. Đấy, có rất là nhiều loại kem với đủ màu kiểu dáng sặc sỡ khác nhau. Đấy, rất là nhiều. Mình sẽ chọn một hộp kem nữa về để bỏ tủ ăn dần nha các bạn ạ. Thì có rất là nhiều kem, cũng kem dâu tây, kem các thứ luôn, sô-cô-la thứ đây. Mình sẽ chọn một hộp. Mình sẽ mua thêm cái bánh này các bạn ơi, nhìn nó rất là hấp dẫn này. Đó, bánh như viên, từng viên người ta nướng rồi xong người ta làm bánh bột xong có đường. Cái như kiểu là cái đường người ta nấu chảy xong người ta rắc lên, người ta tưới lên, rất là đẹp. Rất là ngon, mình trước ăn rồi, rất là thích bánh này. Mình sẽ mua thêm. Cũng rất là rẻ thôi. Là như vậy là mình đã mua được một số thứ, có bánh, có kem, có dâu và có tiện mua luôn đồ ăn. Đấy, cá thì giờ mình sẽ đi về thôi. Đi về tiện đi ra sẽ đến quầy nước rồi sẽ mua thêm một chén nước nữa để về uống. Xong thì sẽ đi ra thanh toán để về. Ok. Đây bạn, mình đã rút tiền xong và mua đồ về rồi. Thì cái tiền YouTube về được khoảng hơn 2 triệu giờ tiền Việt Nam đồng ấy, thì mình đã rút 2 triệu và mua một ít đồ cũng mất vài 300.000 thôi, để gọi là kỷ niệm liên hoan cái lần đầu tiên được nhận quà từ YouTube. Thì mình đã mua được những thứ như thế này, bánh rồi dâu tây siêu to khổng lồ luôn đấy, rồi bánh kem và bia bon các thứ đồ ăn. Thì giờ thì mình cũng một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn các anh em cũng như là các quý cô chú anh chị đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của Viết Phú trong thời gian vừa qua. Thì sang năm mới một lần nữa cũng xin được gửi lời chúc một năm mới tới tất cả các quý cô chú anh chị cũng như tất cả các chị em, anh em, bạn bè trong năm mới, một năm mới luôn mạnh khỏe, bình an và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Và rất là mong sẽ được tiếp tục nhận được cái sự ủng hộ và theo dõi từ tất cả các quý cô chú anh chị cũng như là các anh chị em trong thời gian sắp tới, và nhận được cái sự đóng góp của tất cả các góp ý của tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.